Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho xong cho các em ở cái bài 26 của phần bài tập, nghĩa là trong cái bài số 6 thì thầy chỉ mới làm cho các em ở bài 26. Còn bài 27, 28, 29 thì do hôm trước thì thời gian nó đã gần phút 26 rồi nên thầy đã tạm dừng. Thì trong clip hôm nay thì thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở bài 27, 28, 29. Được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 27 nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc đề bài 27 nhé. Rồi vẽ hình rồi hướng dẫn cho em. Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ đường tròn trước nha các em nha. Rồi thầy vừa mới vẽ cái đường tròn xong. Tâm O đây các em. Từ một điểm A nằm ngoài bên ngoài đường tròn tâm O thì thầy sẽ lấy điểm A là mình ngoài đây đây. Kỳ cắt tiếp tuyến AB, AC với đường tròn, trong đó BC là tiếp điểm. Rồi bây giờ thầy sẽ dùng thước thầy kẻ đẩy lên xíu, kẻ nó nằm ở dưới viên sắt rất là khó kẻ. Rồi. Tiếp tuyến thì chúng ta nên kỹ cái bán kính đây để thể hiện là vuông góc. Rồi được chưa nào? Tiếp tục thầy đọc rồi vẽ tiếp. Nhìn ở đây. Rồi qua điểm M thuộc cung nhỏ BC. Đây, cái cung này gọi là cung nhỏ nè các em. Còn cái cung này gọi là cung lớn nè. Đấy. Nghĩa là khi mà cái điểm B và điểm C này này, nó sẽ chia cái đường tròn này thành hai cung, cung nhỏ và cung lớn. Thì nói lại này, cung nhỏ là nó chạy từ đây tới đây nè. Đây gọi là cung nhỏ này. Còn chạy từ đây tới đây nè, gọi là cung lớn. Các em hiểu chưa? Như vậy thì qua điểm M thuộc cung nhỏ thì thầy sẽ lấy M bất kỳ ha. Lấy M ở đây đây. Rồi, tiếp. Kẻ tiếp tuyến gì đây? Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tâm O nó cắt các tiếp tuyến AB và AC theo thứ tự ở D và E. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ kẻ tiếp tuyến, kẻ tiếp tuyến. Tiếp tuyến nghĩa là nó sẽ tiếp xúc với M đây này. Và nó đồng thời nó cắt hai cái tiếp tuyến AB và AC đây, tiếp tuyến này các em. Thấy chưa? Đây này. Dù thực kỹ tiếp tuyến đó. Đó. À, thì khi đó chắc chắn cái đoạn này sẽ vuông góc này. Tại vì tiếp tuyến mà, đây là tiếp tuyến đúng không? Nhưng mà chỗ đây vuông góc này. Đó, thì cắt AB ở đâu nè? Ở D. Như vậy đây chính là D này. Và đây chính là E này. Đọc cái D mà các em không biết cách vẽ hình thì coi như cái bài hình đấy là các em bỏ rồi đó. Không thể nào làm được. Thầy dám chắc các em luôn. Nếu mà làm được chắc chỉ có ăn copy của bài của bạn thôi. Rồi. Cái đèn này. Mờ của em. Rồi sáng chưa? Ok. Chứng minh rằng chu vi tam giác ADE bằng 2AB, nghĩa là chúng ta phải đi chứng minh rằng là cái chu vi của tam giác ADE sẽ bằng 2AB. Ok. Bây giờ thầy sẽ nói cái hướng chứng minh trước nhé. Rồi, cái hướng nó như thế này này em. Chúng ta đã biết rằng là cái chu vi của tam giác ADE, chu vi của tam giác nghĩa là bằng ba cạnh cộng lại, nghĩa là bằng AD cộng AE cộng cho DE, đúng không nào? Bằng hai lần AB. Ha. Thì chúng ta phải chứng minh cho thầy là ba cái cạnh này cộng lại sẽ bằng AB cộng AC, tại vì AB bản thân là bằng AC, tại vì AB và AC chính là hai tiếp tuyến thì chắc chắn nó sẽ bằng nhau. Có đúng không nào? Thì chúng ta thấy này. D
DB như nào với DM? À, nó chắc chắn là bằng bằng nhau theo tính chất của hai tiếp tuyến cách nhau đây này, hai tiếp tuyến cách nhau tại một điểm thế nào, hai tiếp tuyến cách nhau tại một điểm đây, tại điểm E, điểm D này. À, DB sẽ bằng DM, tương tự như vậy hai tiếp tuyến này cách nhau này tại E này, EM sẽ bằng EC, có đúng nào? Rồi bây giờ thầy sẽ làm cho các em nhé, theo tính chất hai tiếp tuyến cách nhau ta có, bây giờ ta có gì, DB thì bằng DM M, EM thì nó lại bằng EC, A cách nhau tại A nữa em, AB sẽ bằng AC, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ viết cái chu vi của tam giác ra ha. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ vế bên trái là chu vi để chúng ta chứng minh sao nó cái này gọi là vế bên trái đây, gọi là vế bên phải, thầy xuất phát từ đây nhé. Vế trái sẽ bằng là chu vi của tam giác ADE, mà chu vi của tam giác ADE thì sẽ bằng ba cạnh của tam giác này cộng lại, thì nó sẽ bằng là AD cộng cho DE và cộng cho AE, có đúng nào? Thì AD á, thì thầy vẫn giữ nguyên là AD, có đúng nào? Còn DE thì thầy thế bởi là DM cộng cho MI hoặc là EM, thì nó là này. AD á, thì thầy vẫn giữ nguyên, được chưa? Còn riêng cái DE á, cái DE này, em thấy đoạn nào? Thì thầy sẽ thế bởi là bằng DM cộng cho EM, có được không nào? Cộng cho DM cộng cho EM, AE này thầy vẫn giữ nguyên, được chưa? Tiếp tục, mà trong khi đó bây giờ AD thầy vẫn giữ nguyên tiếp nha. DM thì đây, DM thầy chỉ thế bởi DB, đúng không nào? EM thầy sẽ thế bởi EC cộng đây vẫn là AI, trong khi đó AD cộng cho DB này, AD cộng cho DB chính là bằng AB, như vậy hai này cộng lại chính là bằng AB này. Tiếp tục AE cộng EC cũng chính là bằng AC, như vậy cộng đây là AC. Mà rồi thầy thế tiếp, mà chúng ta có là AB thì bằng AC này, như vậy AB thì giữ đây, AC thì thế bằng AB thì nó sẽ bằng 2 AB bằng V phải, điều phải chứng minh đây là V phải nha em. Đó. Ta làm như vậy thôi, hiểu nè, bài 27 nè, hình vẽ nè em, nhìn vào hình vẽ trước. Đây. Hay không nào? Hay đúng không? Tiếp 28 nha em nha. Rồi chúng ta đi sang bài 28. Cho góc XAI khác góc bẹt. Khác góc bẹt nghĩa là góc bẹt là góc nó trên một đường thẳng, thì người ta học ở lớp 6 rồi đúng không nào? Thì góc XAI khác góc bẹt thì thầy vì góc nhọn hơn cũng được. Đây, ví dụ này. Học hình phải có hình nói chuyện được em ạ. Không có hình thì bó tay chấm cơm. Đúng nào? Nhìn nữa nè. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc XAI nằm trên đường nào? Thì cái tâm của nó mà để mà thỏa mãn là nó phải phải tiếp xúc trên hai cái đường tròn này, thầy xin lỗi vì tay một xíu nhé, thì nó sẽ nằm trên đường nào, thì chắc chắn nó sẽ nằm trên gì, đó chính là cái đường đường phân giác em, đường phân giác, tại vì khi đó hai góc này bằng nhau, chúng ta vẽ thì các cái đường tròn nó sẽ tiếp xúc tâm nằm đây này, nằm trên đường phân giác các em ạ. Rồi ok,
chúng ta có là gọi đây ô, gọi ô là tâm của một đường tròn ha. Bất kỳ, tại vì trong đó có thể có rất nhiều đường tròn em ạ. Kỳ tiếp xúc nó thỏa mãn là gì? Tiếp xúc với hai cạnh của góc XAI. Đúng không? Như vậy thì theo tính chất của hai tiếp tuyến cách nhau, đúng không? Ta có phải là góc XAO, XAO góc này này em sẽ bằng góc gì? IAO góc này, có đúng không? Hay AO là tia gì? Phân giác của cái góc XAI. Được chưa? Ta kết luận vậy, tâm, vậy tâm O, các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh, với hai cạnh của góc XAI nằm trên tia phân giác của cái góc gì? XAI. Rồi. Ok. 3 2 8 đó, được chưa? Chúng ta đi sang bài 29 nhé. Rồi, chúng ta có bài 29. Cho cái góc XAI khác góc bẹt. Rồi, tiếp tục thầy mình sẽ vẽ góc nhọn này. Được chưa? Điểm B thuộc tia AX. Hãy dựng đường tròn tâm O tiếp xúc với AX tại B và tiếp xúc với AI. Thì ở đây nó thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là nó tiếp xúc với AX. Tiếp xúc AX thì chứng tỏ là gì? AX này chính là tiếp tuyến tại. Đúng nào? Như vậy thì khi đó nó sẽ vuông góc, nó có cái đường vuông góc. Tiếp tuyến thì chắc chắn sẽ vuông góc, đúng không? Đây. Và tiếp xúc với hai cạnh, nghĩa là khi đó nó sẽ là tia phân giác. Giống bài 8 chúng ta đã chứng minh rồi, đúng không? Như vậy thì đây thì chính là cái đường phân giác. Như vậy cách nhau ở đâu? Đó chính là O, đó chính là tâm đó. Như vậy thì để xác định được cái đường tròn tâm O thì đó chính là, bây giờ chúng ta chỉ việc xác định tâm trước, chúng ta vẽ thôi. Tâm này đó chính là giao điểm của đường phân giác của góc XAI và cái đường vuông góc kể từ O cho tới A, AX, vuông góc tại B đây. Được chưa? Ok. Rồi, thầy hướng dẫn cho em làm nhé. Là người vị cái đường tròn tâm O này nó tiếp xúc với AX và AI. Nên cái tâm O này là gì? Tâm O của cái đường tròn tâm O nằm trên đâu? Nằm trên tia phân giác, đúng không? Của cái góc XAI. Có đúng không? Cái thứ hai là vì đường tròn tâm O này lại tiếp xúc với AX tại B, có đúng nào? Nên tâm O
nằm trên đường thẳng gì? Đường thẳng vuông góc với AX tại B, đúng không nào? Gọi là tiếp tuyến đấy em. Nên chúng ta kết luận vậy, tâm O của cái đường tròn tâm O này là giao điểm của tia phân giác của cái góc XAI và đường vuông góc với AX tại B, được chưa? Đó. Ok. Rồi, các em cảm thấy được không nào? Hay ha? Không biết có hay hay không nhưng mà thầy cảm giác các em chắc hiểu trong đó. Như vậy thì qua clip hôm nay thì thầy cũng đã hướng dẫn xong cho các em ở các cái bài phần bài tập của bài số 6 gọi là tiết 2 cho các em. Thì clip tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em ở cái phần luyện tập, được không nào? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo. Nếu các em cảm thấy hay thì nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy và đồng thời chia sẻ cho các bạn cùng trường nhé, và đăng ký vào cái kênh Thầy Quang Vlog nhé. Rồi, cảm ơn các em.